Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Thời tiết khắc nghiệt đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sau nhiều tuần nhiệt độ tăng cao, hạn hán và vấn đề thiếu điện dịu bớt. Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong 10 ngày tới, miền Tây Trung Quốc sẽ đón nhận những trận mưa lớn liên tục. Mưa lớn gây ra nhiều thảm họa địa chất và Tứ Xuyên đã khẩn cấp sơ tán hơn 119.000 người và hơn 35.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh và các khu vực phía Tây khác của Trung Quốc mới chỉ dần thoát khỏi mối đe dọa hạn hán và thiếu điện. Giờ đây họ đang phải đối mặt với mưa lớn, ảnh hưởng đến nền kinh tế và sinh kế của người dân. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh lam cho tỉnh Tứ Xuyên và các nơi khác vào 2 ngày cuối tháng. Có mưa to hoặc rất to ở miền Trung và miền Bắc Giang Tô và những nơi khác. Do đó, tỉnh Tứ Xuyên đã triển khai ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4, kế hoạch ứng phó vào ngày 28, đồng thời sơ tán khẩn cấp 60 mỏ than và 264 công nhân không thuộc mỏ than trong khu vực bị ảnh hưởng. Theo báo cáo của CCTV, tính đến 7 giờ ngày hôm qua, kể từ khi lượng mưa ngày hôm qua ở Tứ Xuyên, hơn 35.000 người ở Miên Dương, Nha An, Ba Trung và các tỉnh khác đã bị ảnh hưởng và đã được thống kê kiểm chứng. Hiện tại, 8 thành phố và 54 quận ở tỉnh Tứ Xuyên đã ban hành cảnh báo mưa bão và 2 thành phố và 16 quận đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt. Trong đó, từ 17 giờ chiều thứ ba đến 7 giờ sáng thứ tư, lượng mưa lớn nhất xảy ra ở làng Yên Hải, thị trấn Lệ Giang, huyện Thương Khê, thành phố Quảng Nguyên đạt 187,7 mm. Một số các con sông có kích thước nhỏ và vừa ở Đức Dương, Miên Dương, Quảng Nguyên và những nơi khác có thể chạm hoặc vượt quá mực nước cảnh báo lũ lụt. Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc chỉ ra rằng trong 10 ngày tới, khu vực phía Tây Trung Quốc sẽ tiếp tục có lượng mưa lớn và số ngày mưa sẽ nhiều hơn gấp đôi. Kể từ tháng trước, hầu hết các khu vực Thiểm Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên và Trùng Khánh tiếp tục hứng chịu nhiệt độ cao và hạn hán. Đất bị mất nước trở nên tơi xốp hoặc kết tụ và cứng lại, và khi có lũ đã làm gia tăng rủi ro thiên tai địa chất. Nhiệt độ cao và hạn hán kéo dài nhiều tuần ở Tứ Xuyên và những nơi khác đã dẫn đến tình trạng thiếu điện. Sau đó là nhiệt độ giảm và lượng mưa lớn xảy ra ở nhiều nơi. Hôm thứ Tư, Lưới điện nhà nước Trung Quốc cho biết, mức tiêu thụ điện công nghiệp và thương mại nói chung ở tỉnh Tứ Xuyên đã phục hồi hoàn toàn. Tại huyện Trung Dương, thành phố Lục Lương, tỉnh Sơn Tây, mưa lớn từ hôm thứ Ba đến thứ Tư tuần đầu của tháng này đã gây ra lũ quét. 6 người bị lũ cuốn trôi, 1 người được cứu sống, 5 người còn lại mất tích. Cuộc giải cứu tại chỗ kéo dài 16 ngày cho đến thứ Bảy tuần trước, và tất cả hài cốt của những người mất tích đã được tìm thấy. Vào tối hôm thứ Ba, huyện Trung Dương hứng chịu trận mưa xối xả lớn nhất trong năm nay. Mưa lớn gây lũ lụt, nhiều làng mạc, thị trấn bị ngập lụt, đường xá, xe cộ bị nước lũ cuốn trôi. Vào thời điểm đó, đài quan sát khí tượng của quận đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam, kích hoạt ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 2 và triển khai công tác kiểm soát lũ lụt, cứu hộ và cứu trợ thiên tai một cách toàn diện. Các bộ phận liên quan đã chỉ ra vào thứ Bảy tuần trước rằng mưa lớn đã gây ra lũ quét và nhiều người đã bị lũ quét cuốn trôi ở đoạn đầu tiên của đường cao tốc Ly Si. Sau khi được các nhân viên y tế tại hiện trường kiểm tra, tất cả những người mất tích đều đã tử vong. Tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, mưa dông lớn cũng kéo dài từ thứ Năm đến thứ Sáu khiến đường xá ngập lụt, nhiều danh lam thắng cảnh phải tạm thời đóng cửa. Dự báo cuối tuần này nhiều nơi ở Sơn Đông vẫn có mưa vừa đến mưa to, mưa rất to kèm theo sấm sét ở một số khu vực. Vào sáng thứ Năm, đài quan sát khí tượng Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông đã đưa ra 3 tín hiệu cảnh báo sớm về dông bão và gió mạnh màu vàng cho sấm sét và màu xanh lam cho mưa lớn. Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, một số khu du lịch đã được thông báo đóng cửa trong cùng ngày. Vào sáng sớm ngày thứ Sáu, trung tâm thành phố Thanh Đảo tiếp tục có dông bão, bầu trời tối như đêm. Cục khí tượng địa phương đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng lúc 7 giờ 45 phút sáng trên đường Song Linh ở quận Lão Sơn, do nước ngập nông tại một số giao lộ. Một số người dân chỉ cần đi dép và lội qua nước. Thưa quý vị, kể từ giữa tháng này, cơn bão số 20 Kaziu cấp bão mạnh và là cơn bão nhiệt đới số 4 năm nay đã đổ bộ vào các tỉnh Hải Nam, Chiết Giang và Quảng Đông. Mưa liên tục gây ngập lụt và thiệt hại nặng nề cho đất canh tác. Nhiều trường học ở Hải Nam phải đóng cửa, giao thông bị tắc nghẽn. Theo Nanyai.com, Kaziu bắt đầu ảnh hưởng đến thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam vào hôm thứ Năm tuần trước và thành phố đã đưa ra cảnh báo đỏ về bão. Những chiếc thuyền trong khu thắng cảnh bãi biển Holiday đã ngừng hoạt động và sẽ được cố định vào bờ. Vào hôm thứ Sáu, các trường học ở 11 thành phố và quận bao gồm thành phố Hải Khẩu, thành phố Tam Á, thành phố Văn Xương và thành phố Quỳnh Hải ở tỉnh Hải Nam đã đóng cửa trong một ngày và toàn bộ thành phố Tam Á đóng cửa trong 2 ngày. Tính đến 11 giờ trưa thứ Năm, có 262 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng khoảng 39.000 hành khách. Để ứng phó với lượng mưa lớn do cơn bão số 4 mang lại,
hồ chứa nước Lộc Lăng ở Quỳnh Hải bắt đầu xả lũ trước thời hạn vào 2 ngày trước đó. Theo báo cáo của CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị ảnh hưởng bởi Ca Diêu, vào lúc 3 giờ 40 phút sáng thứ Sáu, Đài quan sát khí tượng của quận Phổ Đà, Chu Sơn, Chiết Giang đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Từ sáng sớm, mưa lớn đổ xuống quận Phổ Đà, một số tuyến phố bị ngập, chỗ ngập sâu hơn 1,3 mét, khiến người dân bị mắc kẹt. Lượng mưa ở Đông Cương Nam An lên tới 540mm, cao nhất trong tỉnh, dẫn đến lũ lụt khắp nơi. Bão đi đến đâu, một diện tích lớn lúa đổ rạp, ruộng đồng ngập úng gây thiên tai nặng nề. Sau đó, bão số 4 đổ bộ vào bờ biển huyện Hứa Ôn, tỉnh Quảng Đông, gây gió giật cấp 8 đến 10 độ ở thành phố Lôi Châu, kèm theo mưa to đến rất to, mưa lớn ở nhiều nơi. Kính thưa quý vị, nhiều ngày mưa xối xả đã gây lũ lụt nghiêm trọng ở Hồ Nam, Quý Châu, miền Trung và miền Bắc Quảng Tây, miền Bắc Giang Tây, miền Đông Nam Hồ Bắc và miền Nam An Huy ở Trung Quốc đại lục. Trận lũ số 2 năm nay trên sông Dương Tử đã hình thành. Trong vòng một tuần, 160 con sông đã xảy ra lũ trên mức cảnh báo. Nhiều khu vực rộng lớn ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam bị ngập lụt nghiêm trọng. Chẳng hạn như thành phố nước Venice, đảo Cam Trường Sa cũng bị ngập lụt. Toàn bộ hòn đảo gần như bị nhấn chìm hoàn toàn. Theo thống kê chính thức, kể từ hôm thứ Tư tuần trước, lượng mưa lớn ở Hồ Nam đã khiến 4.030.700 người ở 1.207 thị trấn thuộc 115 quận, 14 thành phố và 115 huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng, với 2.951.600 hecta hoa màu bị hư hại, 6.369 ngôi nhà sụp đổ và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 6,014 tỷ nhân dân tệ, khiến 31 người chết do thiên tai và 8 người mất tích. Tại khu vực biệt thự Tinh Si An Hy Ly ở vùng đất ngập nước Hồ Lục Dương ở thành phố Trường Sa, nước ở tầng 1 của ngôi nhà ngập sâu hơn 1,7 mét và người dân phải dựa vào thuyền để đi lại. Cư dân trong cộng đồng Hy Ly ở Tinh Si An, He Si, chờ đợi trong nước lũ trước nhà của họ để đi ra ngoài bằng thuyền. Theo ghi nhận, nước lũ đã gần như nhấn chìm toàn bộ tầng 1, khoảng sân nơi cư dân thường vui chơi, nô đùa nay đã trở thành biển nước mênh mông. Trước đây, đường bộ bây giờ là đường thủy. Cư dân của Hy Ly Tinh Si An nói đùa rằng họ sống ở thành phố nước Venice. Những bức tường ở khu vực sân cao gần như chìm hoàn toàn trong nước, lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút. Đến 16 giờ chiều thứ Bảy, mực nước tại trạm Trường Sa của sông Tương Giang đạt 40,46m, cao hơn kỷ lục lịch sử 1,28m. Vào tối thứ Sáu, danh lam thắng cảnh Bách Tử Châu ở Trường Sa, nơi nằm dưới mực nước siêu cảnh báo, đã bị lũ đi qua và đến hôm thứ Bảy, toàn bộ hòn đảo gần như bị nhấn chìm hoàn toàn. Từ những bức ảnh chụp từ trên không, danh lam thắng cảnh trông giống như một hàng không mẫu hạm. Kể từ sáng thứ Sáu, hơn 10 con đê đã bị vỡ ở thị trấn Huệ Đường, sông Ngô Giang, Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam, với tổng chiều dài 5 km, lũ lụt dữ dội tràn vào thị trấn chợ và các cánh đồng, gây ra thảm họa ở làng Kim Long, Huệ Đường và làng Song Bôn, trong đó nơi ngập sâu nhất hơn 4 mét. Theo báo cáo, thị trấn Huệ Đường đã làm hư hại hơn 30.000 hecta đất nông nghiệp, mất hơn 10.000 hecta hoa màu, làm sập hơn 1.200 ngôi nhà và gây ra hơn 360 điểm sạt lở đất, 12 người chết và 4 người mất liên lạc. Hôm thứ Bảy, phản ứng khẩn cấp đối với giám sát thảm họa địa chất và cảnh báo sớm ở tỉnh Hồ Nam đã được nâng cấp từ cấp 3 lên cấp 2, và phản ứng khẩn cấp đối với thảm họa địa chất ở huyện Ninh Hương, thành phố Trường Sa đã được nâng cấp lên cấp 2. Hôm thứ Sáu, tòa nhà ký túc xá dành cho nam và nữ sinh năm thứ nhất ở cơ sở phía nam của trường trung học cơ sở số 1 Tơ Hương, tỉnh Hồ Nam đã bị ngập lụt. Đến 6 giờ sáng thứ Bảy, nước đã ngập đến thắt lưng, ngôi trường có 1.300 nam sinh lội qua nước. Hôm thứ Sáu, nhiều tuyến đường cao tốc ở Hồ Nam bị đóng cửa, nhiều chuyến tàu và chuyến bay bị hủy. Chiều thứ Bảy, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn, mưa dông bao phủ diện rộng, bao phủ hơn 10 tỉnh phía Nam Trung và hạ lưu sông Dương Tử kéo dài và dữ dội. Từ tối thứ Bảy đến sáng Chủ nhật, ở Vĩnh Châu, Sâm Châu, Hành Dương và các khu vực phía Nam Chu Châu có mưa vừa phải, mưa lớn cục bộ. Ngoài ra, tính đến 12 giờ trưa thứ Bảy, lượng mưa lớn đã khiến thành phố Quảng Tây, Quế Lâm, Tuyền Châu, Tử Nguyên, Long Thành, Dương Sóc, Linh Quy, Linh Xuyên, Hương An, Vĩnh Phúc, Đình Lạc, Liễu Châu, Mạnh Sơn, thành phố Nam Ninh, Vũ Châu lũ lụt thiên tai xảy ra ở 13 quận thuộc 5 thành phố gồm thành phố Mạnh Sơn, thành phố Long Lâm, thành phố Bách Sắc, 181.600 người bị ảnh hưởng, 242 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 166 triệu nhân dân tệ, Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!
Nói về hợp tác năng lượng thì Nga luôn là đối tác lớn, người bạn truyền thống lâu đời của Việt Nam. Qua mỗi giai đoạn phát triển, dấu ấn của nước Nga luôn gắn với những công trình dự án năng lượng lịch sử của Việt Nam, đặc biệt là khai thác dầu khí. Không chỉ gửi các đoàn chuyên gia giỏi chuyên môn, Nga còn cung cấp các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, giúp thúc đẩy hiệu quả các dự án khai thác vàng đen. Mới đây nhất, tại triển lãm Việt-Nga lần thứ tư, một thiết bị có thể giúp giảm chi phí xây dựng và vận hành đường ống dẫn khí ngay lập tức đã thu hút sự chú ý. Đây cũng chính là bài toán khó mà các dự án xây dựng đường ống dẫn khí tại Việt Nam đã và đang đặt ra. Vậy thiết bị này của Nga được chế tạo như thế nào? Hiệu quả ra sao? Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Thưa các bạn, triển lãm Việt-Nga lần thứ tư vừa diễn ra tại Hà Nội nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và chính trị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Triển lãm cũng đồng thời diễn ra các cuộc trao đổi thảo luận cơ hội hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai bên. Đây được cho là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ và tìm kiếm cơ hội hợp tác với gần 100 doanh nghiệp Nga từ 10 vùng nước Cộng hòa thuộc Nga. Các ngành hàng chính tại triển lãm gồm có năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, công nghiệp hóa chất, công nghiệp dầu mỏ và khí đốt, xây dựng, giao thông vận tải, tổ hợp công nông nghiệp, công nghệ thông tin, công nghiệp khai thác mỏ, công nghệ và vật liệu mới, y học và dược phẩm, du lịch, chữa bệnh. Tuy nhiên, thu hút sự quan tâm nhất vẫn là gian hàng của Liên hiệp Nghiên cứu và Sản xuất Vinpearl. Được biết, Vinpearl nổi tiếng về các thiết bị phân tích chất lượng và mức tiêu thụ khí đốt thông qua mạng lưới đường ống dẫn khí của Nga. Theo đó, thiết bị của hãng này trước hết được sử dụng chủ yếu trong hệ thống phân phối khí, cũng như trong ngành công nghiệp hóa chất và dầu mỏ. Nó cho phép xác định mức tiêu thụ khí đốt và chất lượng khí đốt với độ chính xác cao. Điều này làm giảm số vụ tai nạn trong mạng lưới đường ống dẫn khí, cũng như rò rỉ và thất thoát khí trong quá trình vận chuyển. Các nút điều khiển được lắp đặt đều đặn dọc theo toàn bộ chiều dài đường ống chính, cũng như các nhánh cung cấp cho từng doanh nghiệp và tòa nhà dân cư, xác định lượng khí được chuyển vào và lấy ra. Nhờ đó có thể xác định chính xác chỗ rò rỉ. Ngoài ra, việc kiểm soát chất lượng ga cũng là một vấn đề được giải quyết. Theo các chuyên gia, trong khí tự nhiên mới khai thác chắc chắn có một lượng độ ẩm hơi nước, do đó khí tốt và được làm khô. Nếu như điều này được thực hiện kém và không giám sát, chất lượng của nó có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn cả về tài chính lẫn công nghệ. Hiện nay, trên toàn thế giới chỉ có một số công ty lớn sản xuất thiết bị có cùng chức năng như Vinpearl. Thế nhưng, xét về ưu điểm vượt trội thì các thiết bị của Vinpearl hoạt động chính xác và bền vững hơn nhiều. Ví dụ, trong máy phân tích chất lượng khí, sử dụng chất bán dẫn thay vì kim loại như trong thiết bị nước ngoài. Còn tia laser được sử dụng thay cho đèn LED, điều này mang lại những lợi thế rất lớn về tốc độ xác định hơi nước ngưng tụ. Còn các nhà sản xuất khác hiện vẫn chưa đạt được độ chính xác như các thiết bị của Vinpearl. Chưa hết, một yếu tố khiến sản phẩm của Vinpearl có tính cạnh tranh cao chính là giá bán. Theo tìm hiểu, trước khi phương Tây rút các biện pháp trừng phạt Nga, giá các thiết bị của Nga ngang bằng với giá của các nhà sản xuất Mỹ hoặc Anh, thì giờ đây giá của sản phẩm Vinpearl đã giảm xuống thấp hơn. Tất cả những yếu tố này cộng lại đã làm tăng sức hút của sản phẩm Vinpearl từ phía cơ quan chức năng cũng như các doanh nghiệp trong ngành năng lượng và công nghiệp hóa chất của Việt Nam. Bởi lẽ, giải pháp mà Vinpearl đưa ra có thể giúp cho các dự án đường ống dẫn khí và một số trạm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng, giảm đáng kể chi phí xây dựng và vận hành. Chính vì thế, dù chưa tiết lộ cụ thể thương vụ đàm phán, song ông Alexander Kirilenko, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Vinpearl cũng đã mạnh dạn thông tin. Chúng tôi đã làm quen với các đối tác tiềm năng với các vấn đề và nhiệm vụ của họ, còn họ thì làm quen với khả năng sản xuất và lợi thế của các thiết bị của Vinpearl. Chúng tôi hy vọng rằng, ngay từ tháng 1 năm 2023, các thỏa thuận miệng đạt được tại triển lãm sẽ trở thành hiện thực. Và trong quý đầu tiên của năm mới, phái đoàn chúng tôi sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam để có thể ký kết thỏa thuận hợp tác và lịch trình làm việc phù hợp với yêu cầu cụ thể của phía Việt Nam. Như các bạn đã biết, ở Việt Nam chúng ta hiện nay có khá nhiều hệ thống đường ống dẫn khí với nhiều quy mô và chiều dài khác nhau. Trong đó có thể kể tới hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 1 có tổng chiều dài tới 400 km. Đã xử lý và vận chuyển thành công 100 tỷ mét khối khí vào tháng 10 năm 2021. Thứ hai phải kể đến hệ thống đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau với chiều dài 300 km,
Hệ thống đưa vào vận hành từ năm 2007 với công suất thiết kế 2 tỷ mét khối một năm. Xếp vị trí tiếp theo là hệ thống đường ống dẫn khí Bạch Hổ với tổng chiều dài 242 km với 197 km trên biển và 45 km trên bờ, công suất thiết kế 2,2 tỷ mét khối một năm, được đưa vào vận hành từ năm 1995. Các hệ thống đường ống trên là mảnh ghép vô cùng quan trọng trong ngành công nghiệp khai thác xử lý sản xuất khí tại Việt Nam. Trong tương lai không xa, cùng nền phát triển của nền kinh tế đất nước, sẽ còn có nhiều công trình mới đang trong quá trình thi công sẽ được đưa vào sử dụng. Nổi bật nhất là dự án đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Khoảng 14 năm trước, dự án này đã rục rịch triển khai. Tuy nhiên, vì một số lý do nên hơn 10 năm qua, dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Sau đại dịch Covid-19 và sụt giảm giá dầu toàn cầu 2 năm qua, ảnh hưởng sâu rộng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu năng lượng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và PVN. Việc sớm triển khai chuỗi dự án Lô B Ô Môn sẽ là đòn bẩy tăng trưởng cho ngành dầu khí nói riêng và năng lượng nói chung. Chính vì vậy, tháng 5 năm 2012, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã làm việc với công ty điều hành đường ống Tây Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN để khởi động lại dự án trọng điểm này. Thưa các bạn, ngành công nghiệp khí của Việt Nam bắt đầu phát triển từ năm 1995 của thế kỷ trước, khi dòng khí đầu tiên được đưa vào bờ tại Vũng Tàu từ các mỏ dầu khí ngoài khơi biển Việt Nam. Đường ống dẫn khí được xây dựng hết sức an toàn theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tuân thủ các quy định về an toàn thì sự cố vẫn có thể xảy ra. Điển hình là sự cố ngày 23 tháng 8 năm 2013, cơ quan chức năng đã phát hiện có rò rỉ tại hệ thống kết nối đường ống dẫn khí mỏ Chim Sáo đến đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn tại khu vực KP75, gây nguy cơ mất an toàn và cháy nổ rất cao. Rất may là chúng ta đã nhanh chóng tìm ra điểm rò rỉ khí, huy động nhân lực, phương tiện và các thiết bị để kịp thời cô lập, không để phát triển, sau đó bàn giao cho chủ mỏ Chim Sáo sửa chữa. Ngoài ra, trong quá trình khảo sát kỹ thuật đường ống mỏ Bạch Hổ và PM3 Cà Mau, cơ quan chức năng cũng từng phát hiện nhiều điểm móp trên đường ống do tàu thả neo móc vào đường ống dẫn khí. Còn có một số mỏ neo trên đường ống do tàu để lại khi bị mắc vào đường ống và không thể thu neo. Nhắc lại những vụ việc trên để cho thấy một thiết bị có thể kiểm soát chất lượng khí cũng như phát hiện chỗ rò rỉ mà nhà sản xuất của Nga đang cung cấp là vô cùng quan trọng và hữu ích với các dự án tại Việt Nam. Trở lại lịch sử, Việt Nam và Liên bang Nga đã có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Đặc biệt, hoạt động hợp tác trong lĩnh vực dầu khí phát triển rất năng động, là một trong những lĩnh vực hợp tác mang tính chiến lược lâu dài cả về chính trị và kinh tế. Các liên doanh Việt-Nga trong lĩnh vực dầu khí như liên doanh Việt Sopetro, Gazprom, Vietgaprom vẫn được coi là biểu tượng của sự hợp tác giữa hai nước trong thời kỳ mới, mang lại hiệu quả kinh tế rất tích cực cho cả Việt Nam và Liên bang Nga. Ngày nay, khi dầu khí đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, chúng ta càng thêm phần khuyến khích, ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Liên bang Nga tiếp tục tăng cường đầu tư và hoạt động. Điều này cũng là lẽ dĩ nhiên bởi xuất phát từ kinh nghiệm hợp tác lâu năm do Liên bang Nga có trình độ kỹ thuật công nghệ cao, đồng thời là đối tác rất tin cậy của Việt Nam. Vâng, thưa các bạn, Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, dư địa hợp tác của chúng ta với Liên bang Nga trong lĩnh vực năng lượng nói chung và dầu khí còn rất lớn. Thông qua các dự án thương vụ mua bán sản phẩm, chuyển giao công nghệ, quan hệ truyền thống giữa Việt Nam, Liên bang Nga sẽ ngày càng được củng cố, phát triển tốt đẹp. Nước Việt Nam ta có một số phận không thể tách rời với Trung Quốc, điều này là không thể chối cãi. Có thể nói ngoại giao giữa hai nước theo kiểu tay thì bắt, nhưng chân thì đá. Chúng ta vẫn cần hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, nhưng đồng thời không bao giờ được quên đề phòng Trung Quốc. Bởi nhìn lại lịch sử cả nghìn năm thì người Việt Nam ai cũng nhìn rõ được dã tâm cũng như sự cháo trở thâm độc của gã khổng lồ phương Bắc. Chắc hẳn các bạn còn nhớ trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc có một thái độ rất khác lạ. Họ vừa nhắc đến cái tên Ukraine và sau đó thì không úp mở, Trung Quốc đã vào việc, vào vấn đề luôn. Trung Quốc nói với Việt Nam là sẽ không để xảy ra một thảm kịch trong khu vực. Tại sao bỗng dưng ông ta lại nhắc đến vấn đề này và nói rằng sẽ không để xảy ra một thảm kịch tương tự như vậy ở châu Á? Nói thẳng nhé, đây là cách mà ông ta trấn an Việt Nam rằng Trung Quốc sẽ không đánh Việt Nam.
Nếu Việt Nam cứ ngoan ngoãn đi theo đường lối 3-0 và 4-0, thì theo tôi cứ cái gì mà Trung Quốc hứa hẹn, Trung Quốc vỗ về thì ta cứ làm ngược lại. Và trên thực tế là các vị lãnh đạo trong Bộ Chính trị, từ Tổng Bí thư cho đến Thủ tướng đều đến thăm những vùng xung yếu giáp biên giới với Trung Quốc và có nguy cơ xảy ra xung đột nhất như một cách phản ứng kịp thời. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng thì đến thăm Quảng Ninh, nơi có cửa khẩu Móng Cái rất tấp nập. Ở Quảng Ninh có một cái điều khoản rất là oai oăm mà tỉnh này đã lỡ ký với Trung Quốc, đó là công dân Trung Quốc được phép lái xe sâu vào trong nội địa Việt Nam 180 cây số để du lịch. Hàng tháng sẽ có khoảng trên dưới 300 xe dưới 9 chỗ ngồi được phép vào Việt Nam theo diện như thế. Lệnh du lịch này được thí điểm vào năm 2018, đến nay đã là hơn 4 năm rồi. Tôi tin rằng số lượng xe được cấp phép đã lớn hơn rất nhiều và thời gian lưu trú trên lãnh thổ Việt Nam có thể lên đến 6 tháng cho mỗi xe du lịch. Lợi ích thì tôi không biết là thu được mấy đồng, nhưng mà chi phí cho an ninh để theo dõi những đoàn xe này thì tôi nghĩ là trả bỏ. Thì ai biết được trong những đoàn xe đó có bao nhiêu gián điệp, có bao nhiêu là quân nhân Trung Quốc núp dưới vỏ du lịch. Và chẳng may nếu xảy ra chiến tranh, thì với khoảng thời gian 6 tháng nằm vùng trên đất Việt Nam, thì bọn chúng đã thông thạo địa hình như thổ địa của Việt Nam rồi. Vậy nên, nơi đây đã giành được sự chăm sóc đặc biệt của Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương của chúng ta, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, thì cũng có chuyến đi thị sát tới tỉnh Bình Phước. Tỉnh này có khoảng 260 cây số đường biên giới giáp với Campuchia và có nhiều đường mòn, lối mở, tạt ngang, rẽ tắt, khiến cho việc phòng thủ những khu vực xung yếu hết sức vất vả. Tiếp đó thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Trung đoàn Không quân 937, dạo quanh khu vực phía Nam với những vị trí trọng yếu. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thì cũng đi thăm các đơn vị công nghiệp quốc phòng. Và cũng cần lưu ý rằng, vào trung tuần tháng 3 năm nay, con trai của Hun Sen là Hulmanet đã ký một thỏa thuận quân sự với Trung Quốc mà chúng ta không thể biết là họ định làm gì với biên giới phía Tây Nam. Vậy nên tâm lý cảnh giác của Việt Nam là một điều rất dễ hiểu. Và năm ngoái, Trung Quốc đã tiến hành hơn 50 cuộc tập trận lớn nhỏ ở ngoài Biển Đông. Còn năm nay thì chúng dám đưa tàu chiến vào vùng độc quyền 200 hải lý của Việt Nam để dương oai diễu võ, mặc cho Việt Nam đã giao thiệp qua nhiều kênh ngoại giao một cách rất nhã nhặn. Khi thấy phản ứng của Việt Nam khá rắn thì phía Trung Quốc mới bắt đầu lên tiếng. Chúng tôi xin được trích đoạn nói chuyện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo thông tin từ phía Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV như sau, Vương Nghị nói rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai nước xã hội chủ nghĩa anh em. Chúng ta không thể cho phép tâm lý chiến tranh lạnh trỗi dậy trong khu vực để cho một thảm kịch giống như Ukraine lặp lại. Với tư cách là hai nước xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đoàn kết và hợp tác với Việt Nam để chống lại nguy cơ bên ngoài, đối phó một cách đúng đắn với các tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với khu vực và đóng vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực. Họ Vương còn cáo buộc rằng Mỹ đang có những nỗ lực gieo rắc mối bất hòa và gây bất ổn ở Biển Đông bằng cách thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Là một giọng điệu kêu gọi Việt Nam chống Mỹ một cách rất quen thuộc, Vương Nghị nói với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn rằng Mỹ đã cố gắng làm suy yếu sự phối hợp và hợp tác giữa các thành viên ASEAN và Trung Quốc ở cấp độ kinh tế và an ninh sâu hơn bằng cách tận dụng sự khác biệt giữa các quốc gia riêng lẻ và Trung Quốc. Đây là biểu hiện của tâm lý chiến tranh lạnh vốn đã gây ra cuộc xung đột quân sự ở châu Âu. Vương Nghị cho biết, một khi Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC đạt được vượt đi vào thực tế, thì sự giao lưu hợp tác giữa các nước trong khu vực sẽ suôn sẻ hơn, mức độ hội nhập kinh tế sẽ cao hơn và mức độ phụ thuộc lẫn nhau về an ninh cũng sẽ cao hơn. Và điều này sẽ được cho là làm suy yếu một cách hiệu quả khả năng gieo rắc bất hòa của Hoa Kỳ. Theo cách hiểu của chúng tôi thì Trung Quốc nó một đằng thì ta cứ làm ngược lại vẫn là chắc bài nhất. Và chắc chắn nhiều người trong số các bạn cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi. Nước bá quyền nhưng lại hay nói chuyện bình đẳng và bác ái thì lại giống như mấy ông trùm hay nói đạo lý như Quyết Còi hay Tân Hoàng Minh. Nhưng gián điệp tàu cộng vừa mới bị nhập kho vài tháng trước. Trong bối cảnh cuộc chiến mà Nga phát động ở Ukraine chưa thấy có dấu hiệu đi đến hồi kết, kinh tế Nga vẫn trụ vững sau những đòn trừng phạt của phương Tây và dân Nga chịu khổ chắc cũng quen rồi. Thế nên cuộc chiến có thể kéo dài vài năm như thời đánh phát xít chứ chẳng chơi. Chúng tôi chắc chắn rằng có bàn tay của anh Tập ngầm giúp đỡ thì Nga mới có thể trụ được lâu như vậy.
khi cả hai anh Pu và anh Tập đã câu hẹn câu thề trong Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vừa rồi, Ukraine tưởng chừng được Mỹ và phương Tây giúp sức thì đang thất thủ. Nhiều cá lớn, trong đó có cả NATO và Mỹ đang loay hoay trong cuộc chiến này. Điều đó đang làm cho anh Tập tin rằng sẽ có một khoảng trống quyền lực để cho Trung Quốc tiện tay dắt dê. Theo binh pháp tôn tử có nghĩa là Biển Đông hoặc là Đài Loan sẽ dễ có nguy cơ trở thành món ngon cho bữa tiệc bành trướng mà ông Tập muốn khao đồng bào của ông ta trong Đại hội 19 này. Và đổi lại thì chiếc ghế quyền lực sẽ dính chặt vào đít ông ta cho đến chết. Trong một diễn biến khác, thế giới quan sát cho là cuộc chiến ở Ukraine và Nga sẽ còn lăng nhăng và bùng nổ lớn thêm vì các nguyên nhân sau. Cuộc chiến này đến nay không chỉ là chuyện giữa hai nước Nga và Ukraine nữa, mà còn kéo theo và mở rộng thành khu vực chiến trường ở Đại Tây Dương giữa Mỹ và NATO và Nga. Đảng Dân Chủ ở Mỹ thì đang tài trợ cho Ukraine chiến đến giọt máu cuối cùng và đến người Ukraine cuối cùng. Mỹ có thể sẽ chỉ tài trợ vừa đủ cho Ukraine số lượng vũ khí để họ không thua trắng tay, nhưng cũng không đủ để cho Ukraine thắng được người Nga. Thành ra cuộc chiến sẽ lằng nhằng kéo dài. Và Putin đã nói rằng Mỹ sẽ chống lại người Nga đến người Ukraine cuối cùng, nên ông ta sẽ tiếp tục cuộc chiến đủ để lôi kéo phía đồng minh vào bàn đàm phán theo hướng có lợi cho Nga. Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang lùng nhùng và chưa đến hồi dứt điểm, thì việc Tập Cận Bình liên tục có các hoạt động quân sự ở Biển Đông dẫn đến nguy cơ chiến tranh tràn lan ra khắp thế giới vẫn có khả năng xảy ra. Có thể nói là hòa bình thế giới hiện nay đang nằm trong tay của ông Tập Cận Bình. Nhiều người cho là Nga sẽ không làm gì Ukraine, nhưng cuối cùng thì Putin vẫn xuống tay và tấn công nước này đó thôi. Mặc dù Trung Quốc đã nói là sẽ không để cho chuyện giống như Ukraine xảy ra tương tự với Việt Nam, nhưng chúng tôi và nhiều người khác cho là chúng ta nên hiểu ngược lại, bởi vì chúng tôi vẫn cho là Putin đã tranh thủ với Ukraine, thì hà cớ gì ông Tập không thể tranh thủ động binh ở khu vực Á Đông. Chúng ta cứ nhìn vào việc các tờ báo của Việt Nam trong những ngày gần đây liên tục đăng bài về việc lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thay phiên nhau đi thăm các đơn vị chiến đấu, là ta sẽ hình dung việc Đảng đã hiểu ý đồ của người láng giềng phương Bắc mà không cần nói. Có lẽ chẳng cần nói, cứ hành động thì Trung Quốc tự hiểu là Việt Nam đích sợ Trung Quốc đâu, và Trung Quốc cũng chắc chắn bất ngờ vì điều đó. Vừa qua, tờ Washington Post trích dẫn một nguồn tin giấu tên tố cáo Trung Quốc đang bí mật xây dựng hạ tầng hải quân ở Campuchia để sử dụng độc quyền, qua đó làm dấy lên lo ngại ảnh hưởng đến an ninh toàn cầu khi Trung Quốc đang từng bước thực hiện âm mưu thao túng thế giới. Ngày 8 tháng 6, Đại tướng Thibanh, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cùng Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên đã tham gia lễ động thổ dự án hiện đại hóa quân cảng Dream. Đại sứ Vương đã nói trong buổi lễ, Trung Quốc và Campuchia đã trở thành những người anh em son sắt. Chắc các bạn còn nhớ, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã từng có một phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội: "Nếu tôi không dựa vào Trung Quốc thì dựa vào ai?" Câu nói này đã được rất nhiều tờ báo lớn của Việt Nam đưa lên trang nhất và tường thuật lại. Vì sao Hun Sen lại đưa ra phát biểu gây rất nhiều tranh cãi như vậy? Cụ thể, trong một bài phát biểu tại Hội nghị quốc tế về tương lai châu Á tổ chức tại Tokyo, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng những chỉ trích của khối ASEAN về việc Phnom Penh quá phụ thuộc vào Bắc Kinh và làm tổn hại tới lợi ích của khối là không công bằng. Và ông này nói rằng không dựa vào Trung Quốc thì dựa vào ai, không hỏi Trung Quốc thì hỏi ai. Những hành động của Campuchia đang gây bất lợi cho việc ra tuyên bố chung về các hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông và làm tổn hại lợi ích của khối ASEAN là một điều quá rõ ràng. Và hành động của Campuchia cũng như câu nói của Hun Sen như một cú tát và thẳng vào mặt 10 thành viên nước ASEAN rằng trong nội bộ của ASEAN có một nước làm đầy tớ của Trung Quốc mà các người chẳng làm gì được. Cá nhân tin mới cho rằng đây là một pha lật kèo đầy cháo trở. Hun Sen ngày nay không còn là Hun Sen của 40 năm về trước khi ông ta thất thiểu chạy sang Việt Nam cầu viện Hà Nội để tiêu diệt chế độ Pol Pot. Khi được phỏng vấn về công lao to lớn của bộ đội Việt Nam với đất nước, với nhân dân Campuchia, khi đó ông ta đã nói không có bộ đội Việt Nam chúng tôi sẽ chết, còn nay thì nếu tôi không nhờ Trung Quốc thì nhờ ai? Bình luận về phát ngôn hay chính xác là lời bợ đỡ này của Hun Sen, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Bắc Kinh tán thưởng cao bình luận của Thủ tướng Hun Sen sau khi nhà lãnh đạo Campuchia nói rằng không trông cậy vào Trung Quốc thì trông cậy vào ai.
Ông Triệu nói rằng Trung Quốc tán thưởng cao độ những bình luận liên quan của nhà lãnh đạo Campuchia và cho biết ông Hun Sen là người bạn tốt, được nhân dân Trung Quốc tôn trọng. Bắc Kinh từ trước tới nay luôn coi trọng cao mối quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia, dường như là Hun Sen đã quên mất bài học lịch sử đau thương của Campuchia, của dân tộc mình khi bị lóa mắt bởi những nắm đô la mà Bắc Kinh ném cho chế độ của ông ta. Chế độ Pol Pot là một chế độ đã từng rất vâng lời Trung Quốc, đã diệt chủng chính dân tộc mình. Hàng triệu người Campuchia đã lao động đến chết trong các trang trại tập trung và chết bởi súng đạn và đại bác mà Trung Quốc đã viện trợ cho chế độ này. Câu hỏi đặt ra là nếu Trung Quốc có ý định diệt chủng Campuchia thêm một lần nữa và nếu Hun Sen cầu viện Hà Nội một lần nữa thì hỡi các thanh niên Việt Nam, các bạn có tình nguyện tòng quân đổ xương máu để giúp một đất nước bạc bẽo như vậy hay không? Nhiều người cho rằng Hun Sen làm như vậy để lấy lòng Trung Quốc, là để nhận thêm viện trợ, để tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc để phát triển đất nước nào chả thế, và cho rằng đó là khôn ngoan. Nhưng hỡi ơi, các bạn nghĩ vậy là chưa thấy hết các vấn đề. Để nhận được viện trợ và giúp đỡ của Trung Quốc, Hun Sen đã chấp nhận làm một cái việc khá là khốn nạn, đó là đâm sau lưng ân nhân đã từng giúp đỡ mình là Việt Nam. Trang mạng Soha của Việt Nam cũng cho đăng tải một số thông tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đã xác nhận rằng Trung Quốc đã đưa lực lượng đến quân cảng chiến lược Rim. Còn tờ Khmer Times trích lời của tướng Thi Banh nói rằng họ, tức là Trung Quốc, sẽ giúp đỡ chúng ta, họ sẽ viện trợ cho chúng ta mà không có điều kiện ràng buộc gì. Họ sẽ đưa lực lượng đến đây để hỗ trợ và sau khi hoàn thành việc nâng cấp căn cứ Dream, họ sẽ bàn giao cho Campuchia. Campuchia có toàn quyền sử dụng căn cứ. Và lời nói của ông này đã được cho là xác nhận việc các quân nhân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA sẽ hiện diện tại căn cứ Dream. Trước đó thì ông Thi Banh trả lời trang Fresh News của Campuchia. Việc phát triển quân cảng Rim sẽ cho phép ngành hàng hải của Campuchia có một bến đỗ ổn định, có nhà máy đóng tàu và cầu cảng. Rõ ràng là ngày nay không có nhà máy đóng tàu nào được xây dựng do mực nước biển thấp. Campuchia không đủ khả năng tự mình chi trả cho việc xây dựng và nâng cấp căn cứ Dream. Vì vậy, Trung Quốc đã giúp chúng ta một tay. Hoạt động xây dựng ở cảng Dream đã được khởi động và Trung Quốc đang gửi đến các vật tư phục vụ cho việc xây dựng. Lời xác nhận của Bộ trưởng Thi Banh được đưa ra sau khi một số hãng truyền thông của Mỹ cáo buộc Campuchia đã cho phép Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này. Trong một báo cáo mới nhất được công bố mới đây và cập nhật một tuần sau đó, Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS đã phát hiện trên ảnh vệ tinh có hai tòa nhà đã được sử dụng một cách cấp tốc tại căn cứ hải quân Dream của Campuchia. Các tòa nhà này là Sở Chỉ huy Chiến thuật của Ủy ban An ninh Hàng hải Quốc gia đã được Mỹ tài trợ xây dựng ở căn cứ Dream. Tuy nhiên, giới chức Campuchia vào năm 2020 đã san phẳng công trình này để lấy chỗ xây dựng hai tòa nhà mới và làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể hưởng lợi từ hoạt động nâng cấp căn cứ hải quân Rim. Việc hiện đại hóa quân cảng này sẽ cho phép Trung Quốc tiếp nhận các tàu sân bay cũng như phục vụ các tàu đổ bộ tấn công đa năng Tri-075 mới. Đây sẽ là vị trí then chốt trong các hoạt động trên bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đồng thời, kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một bến tàu hoặc một cầu cảng thứ hai để gia tăng khả năng cho căn cứ hải quân của mình tại Campuchia. Tất cả các hoạt động này được đánh giá là sẽ cho phép hải quân PLA triển khai sức mạnh của mình ở bên ngoài và các khu vực hoạt động truyền thống ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hôm vừa qua đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự hiện diện quân sự và việc xây dựng các công trình của Trung Quốc tại căn cứ hải quân Dream. Mỹ cũng kêu gọi giới lãnh đạo Campuchia duy trì chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng vì lợi ích cao nhất của nhân dân Campuchia. Mặc dù hiện tại không có bằng chứng rõ ràng về sự hiện diện của PLA tại căn cứ Dream, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này trong tương lai. Đặc biệt là khi xét tới các khoản nợ của Trung Quốc đang làm cho Phnom Penh ngày càng lún sâu vào vùng ảnh hưởng của Trung Quốc. Campuchia có vị trí địa chiến lược khá quan trọng ở khu vực Đông Nam Á, nằm án ngữ phía Tây và Tây Nam của Việt Nam. Phía Đông giáp Thái Lan, giáp hạ nguồn lưu vực sông Mekong và vừa thông ra biển, vừa án ngữ tuyến đường thủy huyết mạch ở khu vực Đông Nam Á lục địa. Có cảng nước sâu Sihanouk nằm trong tuyến đường hàng hải chiến lược từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Việc chi phối Campuchia sẽ mang lại cho Trung Quốc nhiều lợi ích về chính trị và quốc phòng an ninh.
Với sự góp mặt của Campuchia, Trung Quốc có thể nắm giữ một địa bàn chiến lược làm hạn chế sự gia tăng ảnh hưởng của Mỹ, Nhật Bản đối với khu vực trong bối cảnh mà sự ủng hộ của các nước này đối với Philippines và Việt Nam đang gây ra những thách thức đối với yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời nó góp phần gia tăng sức ép đối với Việt Nam từ hướng Tây Nam. Trong trường hợp quan hệ Trung Quốc-Việt Nam căng thẳng, tất cả những hành động và lời nói của Hun Sen cho đến nay đều đã lộ mặt. Ông ta đã sẵn sàng bán đứng Việt Nam. Hiện nay ông ta chưa bán đứng ân nhân của mình là bởi vì ông ta đang đợi đến khi nào được giá mà thôi. Với những hành động cháo trở như vậy của Campuchia, xương máu của hàng loạt bộ đội tình nguyện Việt Nam đã uổng phí. Nhưng ở đời cái gì cũng có cái giá của nó. Một kẻ phản trắc như Hun Sen khi hết giá trị lợi dụng thì Trung Quốc cũng phế bỏ ông ta mà thôi. Và đất nước Campuchia hiện nay đang lún sâu vào nợ nần và lệ thuộc Trung Quốc rất sâu nặng. Và bạn biết đấy, người Trung Quốc không cần Campuchia trả nợ. Cái mà họ cần là dân Campuchia biến mất và lãnh thổ Campuchia sẽ là của họ. Như đã từng làm với chế độ Pol Pot, nếu Hun Sen đi vào vết xe đổ này và ông ta lại cầu viện Việt Nam thì ý kiến các bạn như thế nào? Người Trung Quốc mà đặc biệt là người Hán nhiều đời bị các dân tộc lân bang thống trị nên luôn có tư tưởng bành trướng khi có cơ hội. Trước tình hình các nước lớn như Mỹ, Anh, Úc liên tục đưa tàu chiến vào Biển Đông trong thời gian qua nhằm ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc, bị bao vây tứ phía bởi các nước, Trung Quốc vẫn không quên một quốc gia nhỏ bé luôn khiến họ đau đầu. Cũng là một quốc gia kiên cường nhất trong vấn đề chủ quyền Biển Đông, đó chính là Việt Nam. Có lẽ cả người Việt Nam và Trung Quốc đã từng đặt ra một câu hỏi, liệu Trung Quốc có đánh Việt Nam không? Trong trường hợp nào thì hai nước lại bùng nổ xung đột và chiến tranh? Trong video ngày hôm nay, mời các bạn tham khảo một bài phân tích về các khả năng xung đột Việt-Trung do một tác giả Trung Quốc viết trên mạng của nước họ. Bài viết này như sau, mấy năm gần đây, do khu vực Biển Đông chứa tài nguyên dầu khí phong phú, một số nước Đông Nam Á đã thèm muốn các đảo ở Biển Đông, trong đó nước chiếm nhiều đảo ở khu vực Biển Đông nhất chính là Việt Nam. Việt Nam mấy năm gần đây trên các vấn đề Biển Đông cực kỳ phô trương. Theo thống kê chưa đầy đủ, Việt Nam giữ gần 30 đảo bất chấp các cảnh báo nghiêm khắc của Trung Quốc, đã xây dựng các công trình quân sự kiên cố trên những đảo đó, đóng nhiều quân, di dân và khoan hơn 1.000 giếng dầu. Cục diện hai nước Trung Việt một thời rất căng thẳng cũng khiến cho chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến khả năng hai nước Việt Nam và Trung Quốc phát sinh xung đột rốt cục có nhiều hay không. Chiến tranh tất nhiên là có một bên khiêu chiến trước, sau đó bên kia phản kích. Dưới đây tôi sẽ phân tích khả năng từng bên phát động chiến tranh theo quan điểm cá nhân. Trước hết, nói về khả năng Việt Nam là bên phát động chiến tranh. Tôi cho rằng Việt Nam sẽ không chủ động phát động chiến tranh vì những lý do sau đây. Thứ nhất là nhân tố lịch sử. Cuộc chiến tranh gần đây nhất giữa hai nước Trung Việt là cuộc chiến năm 1979. Khi đó Việt Nam được Liên Xô ủng hộ nên có hành động đối địch với Trung Quốc. Trung Quốc tấn công Việt Nam trong thời gian ngắn đã chiếm được hơn 20 thị trấn và thị xã quan trọng của Việt Nam trong một tháng đã tuyên bố thắng lợi. Thêm nữa, chúng ta duy trì nguyên tắc tự vệ, không tiếp tục đánh chiếm Việt Nam, hy vọng Việt Nam có thể tự biết. Nhưng sau khi phía Trung Quốc rút đi, Việt Nam đơn phương tuyên bố chiến thắng. Bước vào thập niên 1980, hai nước tiếp tục đối kháng cho đến thập niên 1990, sau khi Liên Xô giải thể, quan hệ hai nước mới dần dần khôi phục bình thường. Hơn 30 năm trước, giải phóng quân Trung Quốc đã dễ dàng đánh bại Việt Nam. 30 năm sau, với trình độ quân sự hiện tại của Việt Nam, cơ bản không thể kháng cự với quân đội Trung Quốc. Trong một cuộc chiến tranh quy mô lớn, vũ khí hiện tại của Việt Nam đại bộ phận đều là hàng cũ của quân Mỹ trong Thế chiến thứ hai, sớm đã không thể đánh thắng trong bất kỳ cuộc chiến tranh hiện đại nào. Trung Quốc cùng với tiến trình hiện đại hóa, bất kể là trang bị trên biển hay là lực lượng trên không, đều có rất nhiều thiết bị hiện đại. Việt Nam với chúng ta giao tranh, lấy thực lực của quân ta hiện nay, chỉ cần tên lửa của pháo binh thứ hai đã có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Nếu Việt Nam thực sự phát động chiến tranh, đối với họ mà nói là cuộc chiến tranh toàn diện, nhưng đối với Trung Quốc chỉ là chiến tranh cục bộ. Cuộc chiến này đánh thế nào thì Việt Nam cũng thiệt hại. Thứ hai là nhân tố kinh tế. Theo quan điểm của tôi, chiến tranh hiện đại đánh không phải bằng người mà bằng tiền. Một khi khai chiến, chỉ sau vài tuần vũ khí trang bị bắt đầu bị tiêu thụ số lượng lớn, các dây chuyền sản xuất ở trong nước bắt đầu nhanh chóng chuyển sang sản xuất hàng quân sự.
Trung Quốc có danh hiệu công xưởng thế giới, hiệu suất của các dây chuyền quân sự tuyệt đối Việt Nam không thể so được. Hơn nữa, những năm này, Trung Quốc ra sức phát triển cơ sở hạ tầng, phổ biến đường sắt trên cao và đường cao tốc trên toàn quốc. Nhờ đó có thể vận chuyển vũ khí binh sĩ quân nhu ra tiền tuyến rất nhanh. Còn Việt Nam thì sao? Cơ sở công nghiệp của Việt Nam không bằng tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2020 ước tính là 2.786 đô la, mà bình quân đầu người của tỉnh Quảng Tây là 7.445 đô. Từ phương diện kinh tế, Việt Nam không dám chủ động phát động chiến tranh với Trung Quốc. Từ góc độ của Trung Quốc thì thế nào? Chính phủ Trung Quốc nhất quán chủ trương giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Nói đơn giản là Trung Quốc sẽ không chủ động khai chiến. Thứ nhất là nhân tố lịch sử. Trung Quốc có căn cứ lịch sử đối với chủ quyền trên các đảo ở Biển Đông. Thế chiến thứ hai lại một lần nữa khẳng định chủ quyền Biển Đông. Năm 1949, Trung Quốc đã phát hành bản đồ đường chín đoạn, xác định rõ phạm vi chủ quyền. Hồi ấy, không một ai đưa ý kiến khác. Mà hiện nay Trung Quốc thành thể chế kinh tế lớn thứ hai thế giới, một số nước bao gồm cả Việt Nam có thể nương theo chiến lược xoay trục của Mỹ, bắt đầu sinh sự ở Biển Đông, đối đầu với Trung Quốc. Trong phương diện chủ quyền Biển Đông, Trung Quốc có chứng cứ lịch sử rõ ràng là bên chính nghĩa, không cần lấy chiến tranh để giành chủ quyền. Thứ hai là thái độ ngoại giao, đàm phán song phương đồng thời với chiến lược đa phương. Về lâu dài, Trung Quốc kiên trì thông qua đàm phán song phương để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông với các nước liên quan. Với thực tế, vấn đề Biển Đông từ song phương trở thành đa phương hóa, từ vấn đề khu vực trở thành quốc tế hóa, Trung Quốc không ngừng tìm tòi chiến lược đa phương có tính xây dựng, có thể thông qua phương thức thương lượng đa phương để thể chế hóa công thức, tạo thành một quy tắc hành vi có tính ràng buộc với các bên liên quan để giải quyết vấn đề, tạo thành cân bằng. Trong khu vực xung quanh mấy năm gần đây, quan hệ giữa Trung Quốc và khối ASEAN đã được cải thiện toàn diện, đã xây dựng được cục diện cộng đồng lợi ích chung khó có thể chia rẽ. Trung Quốc đề xuất kiến nghị khai thác chung, thừa nhận tiền đề là các bên có lợi ích, xây dựng một đơn vị khai thác dầu khí chung ở Biển Đông. Đồng thời căn cứ vào cổ phần bỏ ra nhiều hay ít mà xác định phân phối có lợi ích hợp lý, phương pháp giải quyết vấn đề Biển Đông rất nhiều. Trung Quốc là nước yêu trụng hòa bình, chiến tranh là điều chúng ta không mong muốn nhất. Thứ ba là các biện pháp khác. Theo tôi, sở dĩ các nước lớn được gọi là nước lớn không chỉ vì nó có năng lực phát động và chiến thắng trong chiến tranh, mà nó còn có năng lực ngăn cản chiến tranh phát sinh. Đối với vấn đề Biển Đông, Trung Quốc có rất nhiều biện pháp tốt hơn để giải quyết mà không cần đến chiến tranh. Trước hết, nhất định là đàm phán song phương. Nhưng nếu phía Việt Nam nhất quyết không nghe khuyến cáo thiện ý của Trung Quốc, thì trước hết chế áp kinh tế một cuộc, không xuất khẩu đến Việt Nam, cũng không nhập khẩu từ Việt Nam. Kinh tế Việt Nam nhất định sẽ chịu thiệt hại. Không cần xuất động quân đội cũng khiến họ không còn thời gian lo về vấn đề Biển Đông nữa. Từ các quan điểm trên đây, tôi cho rằng khả năng Trung Việt chiến tranh đã nhỏ lại càng nhỏ. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung bài viết trên trang mạng Trung Quốc phân tích về các khả năng nổ ra chiến tranh Việt-Trung. Các quan điểm nói rằng Trung Quốc có chứng cứ lịch sử về chủ quyền với các đảo trên Biển Đông cùng với quan điểm về đường chín đoạn và cái gọi là chính nghĩa thuộc về Trung Quốc thì chỉ là quan điểm chủ quan của người Trung Quốc và rõ ràng là góc nhìn của chúng ta bác bỏ lập luận đó. Tuy nhiên, nó không phải là chủ đề chính hôm nay nên chúng tôi chỉ xin lưu ý như vậy để các bạn biết. Một điểm mình có đôi lời bình luận là việc Trung Quốc cho rằng dùng biện pháp kinh tế không xuất khẩu sang Việt Nam và không nhập khẩu từ Việt Nam để trừng phạt Việt Nam. Nếu dùng biện pháp này thì Trung Quốc cũng là tự mình cầm đá đập vào chân mình. Bởi vì trong quan hệ thương mại Việt Nam-Trung Quốc hiện nay, Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam nhiều hơn là Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư sang Việt Nam để rồi xuất khẩu sản phẩm đi Mỹ và châu Âu nhằm lách những khoản thuế cao mà Mỹ và châu Âu đánh vào hàng đến từ Trung Quốc. Do vậy, giải pháp này không khả thi. Thực tế cho thấy trong những năm trước đây đã có lúc quan hệ hai nước rất căng thẳng, nhưng Trung Quốc cũng không dám dùng đến biện pháp kinh tế này. Với cái gọi là khai thác chung, qua bài viết này chúng ta cũng thấy được ý định của Trung Quốc. Họ nói khai thác chung, phân chia lợi nhuận được dựa vào vốn liếng đóng góp. Như vậy rõ ràng là không ổn. Vì các nước liên quan tranh chấp Biển Đông, không có nước nào có năng lực công nghệ và tài chính bằng được Trung Quốc. Cho nên, nếu hợp tác kiểu đó thì chỉ có Trung Quốc là được lợi, hợp tác kiểu đó thì chẳng bằng là phân định theo luật pháp quốc tế một cách rõ ràng. Chỗ này của anh, chỗ kia của tôi trong vùng đã phân chia, ai muốn khai thác sao thì khai thác. Khi đó, kể cả các công ty Trung Quốc muốn vào vùng biển Việt Nam để hợp tác khai thác thì Việt Nam cũng sẽ hoan nghênh như các công ty của Mỹ, Nga, Ấn Độ hiện nay.
Nói về chủ đề hôm nay là khả năng xung đột Việt-Trung, chúng tôi cũng cho rằng chiến tranh là điều cả hai đều không mong muốn, dù cho tranh chấp căng thẳng đến mức nào. Tuy nhiên, không phải là vì nước Trung Quốc là nước yêu chuộng hòa bình như vị tác giả của Trung Quốc kia tự xưng. Quy luật của thế giới tự nhiên là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Do vậy, sở dĩ cá lớn còn chưa nuốt cá bé là vì cá bé không dễ nuốt, chứ không phải là vì cá lớn nhân từ gì cả. Nếu như cá bé dễ nuốt thì đã bị cá lớn nuốt từ lâu rồi. Về vấn đề Biển Đông, báo chí Trung Quốc có rất nhiều bài viết mang tính diều hâu, hiếu chiến và kiêu ngạo, cho rằng nếu Trung Quốc mà xảy ra xung đột với các nước Đông Nam Á khác, thì hễ Trung Quốc động binh là có thể giành chiến thắng. Những bài viết như vậy chúng tôi thường sẽ không đưa lên tin mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số ít bài viết đánh giá thực tế, khách quan và phân tích tỉ mỉ. Những bài viết như vậy thể hiện được tầm nhìn của tác giả và cũng sẽ cho chúng ta hiểu được tình hình giữa hai nước. Những bài viết như vậy chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn. Một trong những bài viết đó có một bài viết với tiêu đề Chiến tranh Trung Việt trên Biển Đông có nên đánh hay không? Đánh thế nào? Đánh xong kết quả sẽ như thế nào? Sau đây là toàn văn nội dung của bài viết. Biết người, biết mình, trăm trận không nguy. Việt Nam là một dân tộc như thế nào? Người Việt Nam nhìn người Trung Quốc như thế nào? Những điều này kỳ thực chúng ta biết cũng không nhiều. Trong các tài liệu của Trung Quốc, Việt Nam là một quốc gia cộng sản, là bạn bè tốt, đối tác tốt của Trung Quốc. Nhưng đa số dân Việt Nam không nghĩ như vậy. Trong lịch sử, Việt Nam từng bị Trung Quốc thống trị gần 1.000 năm. Cho đến thế kỷ 10, Việt Nam mới thoát được sự thống trị đó và tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì quan hệ với Trung Quốc. Đến thế kỷ 19, Việt Nam bị Pháp chiếm làm thuộc địa. Lúc đó, Trung Quốc mới chính thức từ bỏ địa vị bảo hộ đối với Việt Nam. Trong lịch sử bị thống trị có rất nhiều lần Việt Nam vùng lên khởi nghĩa chống lại các vương triều Trung Quốc. Trong sách giáo khoa lịch sử Việt Nam, khá nhiều vị được tôn xưng là anh hùng dân tộc với công lao là chống lại quân xâm lược phương Bắc, tức là các triều đại phong kiến của Trung Quốc. Tại Việt Nam, trong một số các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, có người viết biểu ngữ rằng Trung Quốc là anh láng giềng to xác nhưng xấu bụng. Mặc dù biểu ngữ này xuất hiện trong một thời khắc đặc biệt của một sự kiện đặc biệt, nhưng nó cũng phản ánh rất nhiều người Việt Nam có cái nhìn phức tạp về Trung Quốc. Người Việt Nam không phục sự phát triển của Trung Quốc, nhưng Trung Việt núi liền núi, sông liền sông cũng khiến tâm lý đề phòng Trung Quốc của người Việt lấn át hơn sự hào cảm với người Trung Quốc. Trong Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, nhiều hiện vật trưng bày có liên quan đến các cuộc kháng chiến chống phong kiến Trung Quốc, còn các ảnh hưởng tốt đẹp của Trung Quốc đối với Việt Nam thì ít đề cập. Trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ là nội dung nổi bật nhất, nhưng các nội dung giới thiệu về việc Trung Quốc giúp Việt Nam kháng Pháp, kháng Mỹ thì cũng được giới thiệu khá ít. Tại sao người Việt rất xem trọng các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa? Các đảo tự nó không phải là quan trọng, cái quan trọng là dầu khí ở đó. Ở đây có những nguồn tài nguyên năng lượng lớn, nguồn tài nguyên dầu khí ở Biển Đông rất phong phú, được mệnh danh là Vịnh Ba Tư thứ hai. Năm 1986, Việt Nam lần đầu tiên mở một giếng dầu thăm dò. Trong những năm gần đây, Việt Nam còn chia khu vực biển Trường Sa thành hàng trăm lô dầu khí để mời các công ty của Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Đức đến ký hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí thiên nhiên. Theo tin đồn, tiền từ khai thác dầu khí chiếm 30% GDP của Việt Nam. Trước đây, gạo là trụ cột số 1 của nền kinh tế Việt Nam, nhưng hiện nay vị trí này đã bị dầu khí Biển Đông thay thế. Bởi thế, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu dầu khí. Với những lợi ích màu mỡ như vậy, Việt Nam liệu có bỏ ra không? Không bao giờ. Việt Nam sẽ chấp nhận tất cả mọi giá để bảo vệ chủ quyền và lợi ích ở đây. Đương nhiên, Việt Nam nói Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông từ cổ đến nay là lãnh thổ của Việt Nam và Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi và họ cũng luôn đưa ra các chứng cứ. Ngược lại thì Trung Quốc đối với việc thăm dò hoặc khai thác dầu khí ở Biển Đông không thể không nói là có những hối tiếc. Một là vấn đề kỹ thuật. Trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí ở tầng sâu, giàn khoan Lưu Hoa là giàn khoan nước sâu lớn nhất của Trung Quốc, chỉ có thể làm việc ở độ sâu 333m. Trong khi đó, giàn khoan dầu của quốc tế có thể hoạt động ở độ sâu tối đa lên đến 2.438m. Thứ hai là hợp tác. Không biết vì nguyên nhân gì, trong khi Việt Nam kỹ thuật không giống nhưng lại có thể hợp tác với Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Đức, mà các công ty đa quốc gia có kỹ thuật tiên tiến này lại không hợp tác khai thác cùng Trung Quốc. Câu hỏi này tôi cũng đang tìm kiếm câu trả lời chuẩn xác. Thứ ba là vấn đề về địa lý. Khoảng cách từ vùng biển Trường Sa đến mũi cực nam của Trung Quốc ở thành phố Tam Á cũng lên đến 1.400 cây số. Nếu có khai thác được một lượng lớn dầu mỏ thì làm sao vận chuyển về trong nước để chế biến thành sản phẩm? Đây là một vấn đề rất cân não. Vì vậy, bỏ vấn đề chủ quyền sang một bên lấy lợi ích kinh tế mà nói,
Biển Đông đối với Việt Nam là miếng thịt béo ngậy trong miệng, mà đối với Trung Quốc nó có phải giống như một chiếc xương gà hay không? Thứ tư là tiềm lực và binh lực của Trung Quốc vượt xa Việt Nam, nhưng mối quan hệ giữa chiến tranh cục bộ với tiềm lực quốc gia không lớn lắm. Các thành phần chủ chiến trong nước đã đưa ra một tập hợp dữ liệu phân tích sức mạnh tổng hợp và sức mạnh hải quân của hai nước Trung Việt, rồi cho là nếu Trung Quốc đánh Việt Nam thì tất nhiên lẽ ra quân là thắng, mã đáo thành công. Các dữ liệu họ đưa ra như sau: về tiềm lực kinh tế, Việt Nam chỉ tương đương với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, do vậy thực lực chênh lệch giữa hai bên không phải là một con số nhỏ. Lại nói trên mặt binh lực, lực lượng vũ trang Việt Nam hiện nay có khoảng 492.000 người, trong đó hải quân có tổng số là 42.000 người, riêng hải quân đánh bộ chiếm 30.000 người. Hải quân chia thành 4 vùng duyên hải, trang bị chủ yếu có 7 tàu hậu vệ, 55 tàu tuần tra và tàu cao tốc nhỏ, 16 tàu cất mìn, 7 tàu đổ bộ cùng 30 tàu đổ bộ cỡ nhỏ khác. Quân đội Trung Quốc không có con số rõ ràng, nhưng có nguồn tin cho biết hải quân có 25 tàu khu trục, 45 tàu hộ vệ, 5 tàu đổ bộ xe tăng, 5 tàu đổ bộ cỡ trung bình, 50 tàu ngầm thông thường, 5 tàu ngầm hạt nhân và 45 tàu tên lửa. Các số liệu trích dẫn ở trên là chân thực và có thể tin được. Dựa vào đó có thể thấy tiềm lực và binh lực hùng hậu của Trung Quốc là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng chúng ta từ góc độ kỹ thuật mà nhìn, địa điểm diễn ra chiến tranh sẽ quyết định phương hướng phát triển chiến tranh. Nếu chiến tranh ở biên giới, Trung Quốc chắc chắn sẽ thắng. Nếu Hải quân Việt Nam tìm đến cửa ngõ ở vịnh Bắc Bộ hoặc vùng biển Quảng Tây, Trung Quốc cũng tất thắng. Ngay cả là hải chiến ở phía Nam Hoàng Sa, Trung Quốc cũng giành thắng lợi, không có nghi ngờ gì. Nhưng ở đây có một vấn đề là phạm vi và quy mô chiến tranh. Quy mô chiến tranh có thể chia làm hai loại. Một là chiến tranh toàn diện, là hai nước động viên toàn diện hoàn toàn đối địch. Anh không diệt tôi thì tôi cũng diệt anh. Các cuộc chiến tranh toàn diện gần đây như cuộc chiến tranh vùng vịnh hoặc là cuộc chiến tranh Balkan. Hai là chiến tranh cục bộ. Đây là chiến tranh có trọng điểm, chẳng hạn chiến tranh ở biên giới hải đảo giữa hai nước. Ví dụ trong cuộc chiến loại này thì có cả hải chiến Falkland giữa Argentina và Anh, hay trên cao nguyên Golan giữa Israel và Palestine. Trên phương diện tiềm lực mà nói, Israel mạnh hơn nhiều so với Palestine. Nhưng tại sao người Palestine và người Israel đã chiến đấu trong nhiều thập kỷ mà không ai diệt được ai? Điều này cho thấy thắng bại trong loại chiến tranh này không chỉ phụ thuộc vào tiềm lực quốc gia. Bởi vậy, chúng tôi không cho rằng với sức mạnh và tiềm lực của Trung Quốc thì tất nhiên có thể cất quân là thắng, mã đáo thành công. Dưới đây, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cuộc chiến Trung Việt trong tương lai. Bộ Tổng tham mưu của quân đội trong các đợt suy diễn trên Sa Pa đều nên cân nhắc trước tiên các nhân tố bất lợi rồi mới nên xem xét đến các yếu tố thuận lợi. Trước hết, là nghĩ đến yếu tố xấu nhất rồi hãy nghĩ đến những nỗ lực tốt nhất. Đối với Hải quân Trung Quốc, khi xung đột với Việt Nam tại Trường Sa sẽ có những yếu tố không thuận lợi sau đây. Thứ nhất, binh pháp dạy thiên thời không bằng địa lợi. Trong địa lợi thì tối quan trọng là yếu tố gần xa. Vấn đề đầu tiên này khiến Trung Quốc thuộc về địa vị bất lợi. Đem quân đi xa mệt nhọc mà quân đội lại cô độc tiến đến chiến trường là điều đại kỵ của binh pháp. Thứ hai lại nói Việt Nam ở Trường Sa chiếm giữ 29 điểm đảo, Trung Quốc chiếm 8 đảo, Đài Loan chiếm đảo Ba Bình lớn nhất. Trên các điều kiện hiện hữu và thực lực mà xét, vẫn là Việt Nam chiếm các vị trí có lợi nhất. Tốc chiến, tốc huyết không thể nào thực hiện được, nhưng trường kỳ mà đánh thì đối với Trung Quốc lại càng bất lợi. Bởi vì như đã nói, binh pháp dạy rằng đem quân đi đánh xa mà đội quân cô độc tiến đến chiến trường là điều đại kỵ với binh pháp. Do các đảo ở Trường Sa quá nhỏ, rất khó bố trí số lượng lớn vũ khí và binh lực, cho nên trận hải chiến ở đây không có khả năng đưa vào số lượng lớn binh lực và vũ khí. Nó sẽ là một cuộc chiến quy mô nhỏ hoặc là một cuộc xung đột nhỏ kéo dài. Tất nhiên yếu tố quyết định chiến tranh không chỉ riêng vị trí địa lý. Hải quân anh hùng của Trung Quốc có thừa dũng khí và quyết tâm để chiến thắng khó khăn và địch nhân. Bên cạnh đó, tàu ngầm, tàu khu trục và cả tàu sân bay Liêu Ninh sẽ là những thanh kiếm của chúng ta ở Biển Đông. Tuy nhiên, cách nghĩ của những người ái quốc ở trong nước cho rằng Hải quân Trung Quốc hệ ra tay là có thể mã đáo thành công thì lại chỉ là mơ tưởng. Vấn đề thứ hai là sau một trận hải chiến khó khăn, Hải quân Trung Quốc có thể đánh bại Hải quân Việt Nam, nhưng đối phương sẽ cam tâm thất bại ư? Những lực lượng còn lại của Việt Nam liệu có cam tâm buông đao xuống để thành Phật tại chỗ? Đừng nói là tôi không tin, mà sợ rằng cũng không ai có thể tin nổi điều này. Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 là thời của Mao Trạch Đông, hải chiến Trường Sa năm 1988 là thời của Đặng Tiểu Bình. Trung Quốc giành được thắng lợi nhưng không những vấn đề Biển Đông không được giải quyết, mà ngược lại Việt Nam còn đóng giữ nhiều hơn.
Cũng có thể nói chiến tranh nhỏ không thể cải biến hiện trạng, có khi còn khiến cục diện càng biến hóa. Trên mạng của chúng ta có cư dân mạng hiến kế rằng ở Biển Đông nếu hải chiến thì Trung Quốc cũng sẽ chịu tổn thất, chi bằng dùng kế vây ngụy cứu triệu. Và cư dân mạng đó vạch ra Dương Đông kích Tây, binh tiến Việt Bắc, vây ngụy cứu triệu, lục chiến làm chủ hải chiến là phụ chiếm thế chủ động. Trọng điểm là chuẩn bị mưu kế và tổ chức đánh đồng thời để giành thắng lợi trong một trận chiến dịch nhằm vào Hà Nội, nhằm tiêu diệt sinh lực của các quân đoàn Việt Nam. Từ góc độ kỹ thuật mà nói, quân đội chúng ta từ Vân Nam Quảng Tây ở biên giới Trung Việt đột nhập Việt Nam và đến được Hà Nội cũng là một vấn đề vô cùng khó. Bởi vì phía Bắc Việt Nam địa hình là núi và rừng rậm như một chiến lũy tự nhiên. Trong cuộc chiến năm 1979, quân ta tuy được vào Lạng Sơn nhưng đã phải trả giá bằng thương vong rất lớn, kèm theo đó là rất nhiều áp lực từ quốc tế. Về điều này, nếu các bạn quan tâm có thể tìm hiểu qua rất nhiều tư liệu về cuộc chiến tranh. Thương vong của Trung Quốc trong cuộc chiến đó chủ yếu là do Việt Nam thực hành chủ trương toàn dân vi binh và chiến thuật du kích, khiến quân đội Trung Quốc luôn bị bất ngờ, không kịp đề phòng. Cũng có những cư dân mạng đề nghị rằng lãnh thổ Việt Nam dài và hẹp, thiếu chiều sâu chiến lược nên có thể đột kích từ phía biển, cắt đôi hoặc cắt lãnh thổ Việt Nam thành nhiều đoạn, điều này cũng khó mà thực hiện. Tại sao những sách lược như vây ngụy cứu triệu hoặc đổ bộ chia cắt lãnh thổ Việt Nam lại không thể thực hiện được? Lý do chính ở đây chỉ là một cuộc chiến tranh cục bộ, chứ không phải là chiến tranh tổng lực. Chiến tranh cục bộ là tranh chấp ở đâu thì chiến tranh phải diễn ra ở đó, chẳng hạn như cuộc chiến Falkland giữa Argentina và Anh, hai nước tranh một hòn đảo, cuộc chiến đó diễn ra chỉ trên một hòn đảo tranh chấp. Nếu bạn không làm theo quy tắc của chiến tranh cục bộ mà lại huy động đại quân ở trên bộ hoặc đổ thủy quân lục chiến lên các đảo ở Biển Đông thì có thể dẫn đến bắt đầu lại chiến thế giới và đặt nhân loại vào ngày tận thế. Thế giới này hãy còn đạo lý, nhiều nước theo công lý quốc tế sẵn sàng để mắt đến bất kỳ điều gì, bất hợp lý nào. Bởi thế tên lửa Trung Quốc có thể phong tỏa Biển Đông và trừng trị Việt Nam, nhưng như vậy tất sẽ kích động công cộng. Biển Đông là một đường thủy quốc tế rất quan trọng, không chỉ là tuyến đường thương mại của các nước mà ngay đến Trung Quốc cũng phải vận chuyển một nửa nhu cầu dầu qua tuyến đường thủy này. Mặt khác, các giao dịch thương mại sang châu Phi, châu Âu của Trung Quốc cũng phải đi qua tuyến đường vận tải này. Một số cư dân mạng phân tích, nếu Biển Đông bị phong tỏa thì GDP của Trung Quốc và các hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc có thể giảm 1/3. Vì thế nên nếu Trung Việt có hải chiến thì chỉ có thể là xung đột quy mô nhỏ. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung bài viết trên báo Trung Quốc. Trong bài viết này, chúng ta bỏ qua những phần mà khi là người Trung Quốc, tác giả không thể nói khác được. Chẳng hạn, đề cao sự giúp đỡ của Trung Quốc cho Việt Nam hoặc có ý khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa, bởi lẽ ai vì chủ nấy. Là người Trung Quốc đăng bài trên mạng Trung Quốc, họ không thể nói khác được. Tuy nhiên, chúng ta nhìn nhận tác giả này có những cái nhìn khá tỉnh táo, không tự phụ nước lớn, tự phụ quân đông, vũ khí nhiều. Trong một loạt các quan điểm của tác giả này thì có một số quan điểm chúng ta đáng lưu ý. Một là họ nhận rõ những bất lợi về địa lý của Hải quân Trung Quốc so với Việt Nam nếu tiến hành hải chiến ở Trường Sa. Thứ hai là họ đã phản bác lại một số kế hoạch tác chiến nhằm đánh Việt Nam của các cư dân mạng Trung Quốc. Ít nhất có 3 kế hoạch đã bị phản bác. Một là vây ngụy cứu triệu, tức là dùng lục quân đánh qua biên giới để thu hút sự chú ý của Việt Nam, rồi dùng hải quân đánh chiếm các đảo. Hai là kế đổ bộ đường biển vào miền Trung để chia các lãnh thổ Việt Nam ra làm hai phần hoặc nhiều phần. Ba là dùng các loại tên lửa để tấn công phong tỏa Biển Đông. Lý do mà tác giả đưa ra để phản bác ba kế hoạch này rất đơn giản là dễ hiểu. Đó là nếu xảy ra hải chiến ở Trường Sa thì đó cũng chỉ là một chiến tranh cục bộ, xung đột để tranh đảo, cho nên chỉ được phép xảy ra trên khu vực Trường Sa. Nếu Trung Quốc tấn công vào các khu vực khác của Việt Nam thì sẽ kích hoạt một cuộc chiến tranh tổng lực và lúc đó thì hậu quả khôn lường. Vị tác giả này cũng chỉ ra rằng Trung Quốc có điều kiện để dùng tên lửa phong tỏa Biển Đông, nhưng khi làm như vậy thì một là nước này khiến mất an toàn hàng hải quốc tế sẽ bị nhiều nước phản đối, và hai là hành động đó chẳng khác nào cầm đá tự ghè vào chân. Bởi vì như tác giả nói, một nửa nhu cầu năng lượng của Trung Quốc và rất nhiều tàu bè xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc qua châu Phi, châu Âu phải đi qua Biển Đông, cho nên nếu phong tỏa Biển Đông thì GDP của Trung Quốc lập tức giảm 1/3.